ngày đẹp trời, mình và Hắc Bỏ vốn đã bị đụng đầu với nhau, dẫn đến cả hai đã bị hoán đổi thân xác. Thân xác của Jimmy nhưng hồn lại là Hắc Bỏ Hắc Bốn, còn thân xác của Hắc Bỏ Hắc Bốn lại là hồn của Jimmy. Vì thế nên là Jimmy và Hắc Bỏ Hắc Bốn phải cố gắng sống với danh phận của người kia và làm những việc của mình đó mọi người à. Bảy giờ con nhỏ này mới đi ăn hẹn hò với thằng kia, mệt thiệt chứ. Mấy cái đứa yêu nhau mình mệt ghê á, mắc mệt thiệt á. Giờ còn tới 2 tiếng nữa mình làm gì vậy trời? Thôi về nhà đại đi. Sao bỏ nghe ơi, hồi nãy chị Jimmy tự nhiên giúp chị xong rồi chị thục vô chợ vô mắt chị u một con buồn. Trời ơi hả, sao mình chết cái bà già này lớn già đầu rồi mà bán cái con gái rồi nắm đầu chị đập vô gối vô vô. Trời ơi, giống đây rồi. Chị ơi, chị đứng lại cho tôi. À, chị ơi nè. Chị làm sao vậy? Kemi có lòng tốt giúp chị gì rồi mà chị còn dám đánh bạn gái của tôi hả? Đánh nó nào? Lỡ tay đụng nhẹ con xíu à. Trời đụng nhẹ. Đụng nhẹ mà Kemi khóc bù lu bù lo vậy hả? Ơi, nó là con nhỏ con gái yếu đuối chân yếu tay mềm thì nó chịu ơi. Trời, con gái yếu đuối chân mềm. Bữa nay em cho chị biết cái nào là con gái yếu đuối chân mềm luôn à. Là sao? Mày muốn gì? Là muốn như vậy nè. Cẩn coi chừng tao luôn á, tao dẹp bỏ 12 sứ quân luôn à. Thôi mặc cái váy đánh lộn khó thì chứ. Chắc chắn nhà này của con nhỏ Jimmy rồi. Cá luôn, nhà gì đâu màu mè thiệt chứ. Toàn màu xanh không à. Đúng là mấy đứa con gái, nhà xây thì cho to vô xong mà chống chơ. Để đi kiếm có cái gì đó hay ho trong nhà nó không ta. Để coi coi. Ôi giời ơi, cái gì đây? Ôi giời ơi, lịch yêu đương khoanh tròn trước nữa hả? Đếm từng ngày từng giờ, mắc mệt thiệt chứ. Nhà nhỏ này màu sắc dữ trời. Này có cái gì chơi chơi không ta? Lục mấy cái tủ này thử coi. Có một quyển sách gì vậy? Này là nhật ký của nó sao? Cũ gì vậy ta? Đâu để coi coi con nhỏ này nó viết gì không ta. Mở sách. Ngày hôm nay là một ngày mình gặp Hi Alpha. Ngày đầu tiên mình cảm thấy Hi Alpha ngầu như siêu anh hùng Superman mình chéo. Đúng là con Jimmy mà tào lao mía lao thật sự luôn á chứ. Để coi nó coi. Nó viết cái gì nữa đây? Hôm nay không gặp Hi Ha gì hết, nhớ cục vàng quá đi. Tao mắc ói, tao mắc mệt, tao mắc ói, tao mắc mệt. Cái cặp đôi tụi mày ghê á. Thôi đi ra ngoài coi trong nhà ăn nhỏ này nóng dữ, không có máy lạnh hay sao quá trời. Cái gì ở đây? Hi Ha mặc đồ Asolot đáng yêu cu te quá đi á. Yêu quá đi mất. Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ trời. Nghe cái này mà muốn đau một ỉa luôn á. Để coi coi, không có viết nào về tôi vậy ta. Ê, hình như nó cũng có viết về mình nữa nè. Rồi viết về mấy đứa kia luôn. Ghê vậy ta, để coi thử coi nó viết gì về mình. Coi cái con nhỏ này. Gì đây? H1, H4, cứ đánh mình hoài. What? Ê, ở đằng kia như Jimmy đang làm cái trò gì kìa tụi bay. Ủa, em thấy chị Jimmy cầm cuốn sách gì đọc đọc cái gì á. Ê, nhìn vui quá, mình lại mình phá đi. Được, được, được. Được á, được á. Được, giờ kiếm cái gì nó phá nè. Giật cuốn sách của bà thì sao? Được á. Ê, đi tụi bay, đi. Mình hết chồng H1, H4 điên lên. Ơi, con nhỏ này mày giỡn bà. Ê, ba cái thằng này, thằng đầu tím này là hình như là thằng xe di nè, thằng tàu này là thằng tàu hủ, còn thằng kia là cái thằng Rio. Ba thằng bay làm cái gì đó mất trí nhớ hay gì vậy hả? Sao giờ sao này tụi mày có trả sách dạy cho tao không hả? Không mà rồi sao làm dở qua đây lấy lấy đi. Ba thằng bay con trai con lứa mà đi chọc con gái vậy không biết nhục hả? Chồng vậy mới vui. Đúng rồi. Nam nữ bình đẳng nghe chưa? Một là trả, hai là tao cho tụi mày ăn đậm. Ba là không trả. Đúng rồi, chỉ làm gì được tụi em. Tao cho tụi mày một cơ hội cuối cùng. Có trả hay là không? Nhìn giống em muốn trả không? Vậy đi. Tôi sẽ trả không? Thay bà tụi mày đi. Tụi em sẽ xin lỗi bà. Tại cho tụi em đi. Mày cẩn thận tao đó nha. Nhớ là né tao ra khỏi cái làng này á. Dạ. Cảm ơn chị Dâm đại từ đại bi. Dâm bi sao đây gian hồ nó mạnh dữ. Nhớ cái mặt tao nha. Ca, ba anh bay đó. Dạ. Giúp cái thằng ở giữa nhất sao là mày đó nha. Biết rồi, xin lỗi. Đưa sao đây? Nè trả. Bỏ
gọi. Bắt mày. Dạ 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 dạ, tụi em đi liền. Dạ dạ dạ. Ừ, sao hôm nay hung dữ vậy? Trời ơi, Kimmy tự dưng từ người. Anh tụi em chào anh, tụi em chào anh. Chạy đi, chạy đi, chỗ đi. Đi thôi, con giùm mày. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thôi dám làm gì đi. Hello, hello. Hello, chị tới mà không nói gì hết vậy. Nè, đưa cái này đi, hẹn hò với Gia thì nhớ đưa cái này cho Gia. Hộp sô-cô-la. Hả? Đừng có nói cái này. Tôi tự làm cái này đó. Rồi vậy làm cái này dặn cho Gia như vậy. Tụi mày thấy ghê quá, tụi mày sến quá. Viết phần đỏ cái gì? Mày phải viết những cái này vô tao. Cái gì? Nói đây. Ăn glitch làm phiền người ta quay TikTok. Glitch làm phiền người ta quay TikTok là sao? Là tụi nó đi quay TikTok đó, làm những cái đó okay. Báo cáo cho tổng thống đó mà. Cái gì vậy? Tôi với con trai con đứa kêu con gái người ta. Nói mà mày không hiểu bật cả bội thiệt á. Okay. Rồi tiếp theo. Thằng Thao hai hay thằng Nightmare hai thằng đua xe trong làng. Phóng nhanh vượt ẩu. Rồi thằng mặt trăng quỷ, thằng mặt trời đỏ chơi game net vào buổi đêm la lối sùm làm ăn rít với lại thằng bại hoại ồn ào không ngủ được. Trời, cái đó. Trời, vậy thôi. Ok, chị ơi, tôi đi về nha. Giờ còn làm phát nạn nữa, điều việc á. Tạm biệt, mày nhớ về làm cho đàng hoàng. Ừ, biết rồi. Ôi, đi thôi nha. Bỏ bốn, đi đâu vậy mày? Tôi đi chơi, tôi đi về làm. Ồ, vậy thôi, tạm biệt. Đây, hôm nay đi chơi với Jimmy đây. Bye bye. Rồi đâu như vui vẻ rồi. Yeah. Đó là đẹp quá nha cô. Biết chưa? Biết đây. Đánh giá coi em không muốn đi đâu mày đi xe. Trời ơi, tôi không đi được, tôi tức quá. Tông mày luôn bây giờ á. Đánh giá coi cho trời người yêu tôi đi ăn coi. Tại đây vậy, người yêu của tao mà đi gì mày? Đi làm tiểu tam hả? Trời mệt quá, người đây. Trời ơi, cái thằng khùng này tự nghe. Em yêu. Làm cái gì rồi, đánh chạy vậy? Làm cái gì mà đánh chạy quá vậy? Kêu đúng giờ mà 7 giờ mày bây giờ chưa tới. Ủa gì giờ mới 6 giờ mà. Ủa gì sao đánh sớm quá vậy? What the hell? Ủa trời, đến sớm cũng chửi, đánh chạy cũng chửi vậy. Cái gì vậy? Hát bò hát bương. Làm cái gì vậy? Sao? Mày đúng rồi, mua sẽ hơn báo cáo. Gì vậy? Đang đến gì đâu, đúng giờ quá đi hả nào? Gì vậy trời, bà Jimmy bà này bà bị gì vậy? Biệt. Hai một bom đi đâu qua đây là tránh giang cui. Mày đứng giữa đường tông mày bây giờ. Trời ơi, có lẽ là tao là người đây đó. Bạn hát một hát bốn thì đứng ở giữa đường ngoài cây nha mày. Anh mày đi thôi anh đi nha. Gì vậy Jimmy, hôm nay mà nói chuyện ghê quá vậy. Trời ơi, thằng hát bốn nó nói là tôi mặt trời của mấy bạn ơi. Mà thôi, trời ơi là trời quá. Mình phải là người hẹn hò chứ phải là thằng hát bốn bốn á. Ủa chị là con gái hả? Hai mở bốn. Anh tao đó em trai. Trời ơi, hết hồn. Tự nhiên cái kêu chị em hết hồn. Tưởng anh hôm nay anh chỗ bóng rồi. Mày gì em trai, anh sao chỗ bóng được? Người như anh cục đá cứng cỏi sao chỗ bóng được? Đúng đúng đúng. Đúng là đàn ông mà đúng anh. Ôi chị phải về viết báo cáo rồi nha. Không thôi là tổng thống chửi á. Chị gì? Chị trời cái này chứ thật sự là hả sao sao nữa thật sự là chị cho nè anh đưa chị nè. Anh nè giờ nha, anh có siêu năng lực, bây giờ anh sẽ làm cho em nè, trở về quá khứ quên hết những chuyện vừa rồi đi. Rồi anh đi đây, anh biệt em trai. Ok hiểu chưa? Hiểu rồi, quá này không hiểu gì hết. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi mệt mỏi thì có mấy bạn thôi, về phải viết báo cáo thôi. Ủa nãy chưa viết gì đây ta? Không có ai quay TikTok với Hiha Glitch, không ai chịu quay TikTok với Hiha Glitch làm Hiha Glitch buồn để mình ghi vô. Trời ơi, cứu mẹ, cứu mẹ, cứu mẹ. Trời ơi, trời ơi, tôi có phải ăn bún đâu. Mệt cho anh đi thôi. Trời ơi, ai kêu vậy trời ơi? Cái gì vậy? Mày đi chém lộn với tao nè, đi chém lộn với tao nè. À, nay đem bận viết báo cáo cho tổng thống rồi, quay dạng chém lộn mày ơi. Ây, trời ơi, anh em tao đang cần đó, mày giúp tay đi, có mày là bảo đảm mấy người kia nhót trời liền. Ôi, giờ tao không giúp mày được, không biết chém lộn đâu chứ. Sao đi, nhanh lên, đi. Ôi, tao đi, không lấy đồ đi.
đáng cần rồi mà các cái làm cái gì á. À, vậy thôi cho tao mượn vũ khí à, vũ khí mày có coi cái hàng nào ngon không, cho tao mượn đi, tao đi xử rồi nó coi nhanh lên. Vũ khí à? Lẹ lẹ lẹ. Trời ơi, anh em tao đang giữ cái địa bàn của tao. Lẹ 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 đi, lẹ đi. Mày u gì đi kiếm lộn, cháu đi đánh chết rồi sao? Nhanh lên nào bọn bông. Mấy cái này đây. Rồi, được rồi, được rồi. Bông. Ôi tệ lẹ. Ôi. Đó, cái kiếm sinh nhật của cháu á. Ủa cái kiếm này mày quý lắm mà sao mày đưa tao? Thì mày đi kiếm lộn bằng tay mày đi. Ok. À, ok, tạm biệt mày nha. Đừng sao tao tới đây. Ô, cái gì? Mày uống trà sữa hả? Ừ, tao uống trà sữa lắm á. Ở đù, mày cũng uống trà sữa thiệt luôn hả? Đầu tiên tao thấy mày uống trà sữa đó mà hỏi chạy tao đi xử tụi mày kia chưa đã. Tạm biệt, tạm biệt. Ồ, được rồi, vô với báo cáo tiếp tục. Trời ơi, phiền quá đi thôi. Mày hồi nãy cái gì ta? Quên mất tiêu rồi. À, nhớ rồi. Đi ha, tha quá dài với Nightmare. À, mới mua xe chạy vòng vòng trong làng. Tức là chạy đúng luật làng. Ừ, hợp lý, hợp lý. Rồi, mình đi vô nè. Hát bò, bóp ơi. Hát bò, bóp. Gì nữa vậy? Con mẹ, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lẹ 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 đi theo tao, đi theo tao, tới công chuyện rồi. Cái gì nói vậy trời? Trời ơi, vũ gì vậy? Ê, đâu quá, à, đâu quá, à, đâu quá. Tôi nói tôi già rồi mà. Cái gì vậy? Đâu, tôi nói tôi già rồi mà. Nếu không tin, tôi lấy chứng minh ra nè. Nếu không tin, tôi lấy hộ khẩu gia đình. Đâu quá. Cái gì vậy? Mày mày bị té, đậu đậu nó cây sao á? Tôi với nó chạy xe, đua. Tốc độ bình thường ai 10 km/h mà chạy sao né cái ổ gà của làng nhau xong rồi tụi tôi chạy xong rồi bỏ cua qua cái cổng nè xong rồi tụi tôi né cái cổng sợ qua vũ trụ khác xong rồi đó rồi tôi em phải ra quá trời ơi thật ra là không phải như mày nói đâu thật ra là tôi với nó chạy xe điện tốc có 5 mà xong rồi tụi tôi chạy nha xong rồi tụi tôi né con gà né con chó né con heo né con người nó xong rồi tụi tôi hoành qua hoành lại đá xi nhanh trái đá xi nhanh phải quẹo qua cúp đầu cua xoay vòng vòng 360 độ đập đầu vô cái bảng hiệu đi nào nhau, té chết đi nó nói cái gì vậy trời ơi tôi giúp đầu quá thôi nói chung là thằng này bây giờ bị té xe và nó đau dỗ à cách nào không giúp tôi ơi nó đau dỗ thì liên quan gì kêu trưởng làng ra ba mày trưởng làng mà tao trưởng làng chứ tao có phải công an mà tao giải quyết mấy vụ này nhưng mà mày trưởng làng mà trời ơi trưởng làng thì giúp gì đi chứ đau quá ơi trời ơi làm được trưởng làng không vậy đúng rồi bây giờ tao quá mày qua mày kêu ông mua lít qua dẫn thằng này đi bệnh viện hiểu chưa trời ơi nãy giờ mà không nghĩ ra trời 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 ơi mày nằm đây nha tao đi về với báo cáo và tận đông đây ok đau quá ok tao đi nha tao quá đau quá trời mày đi về đi tới thằng kia lại cứu tao được rồi mệt thiệt chứ hey Jimmy ơi sao hôm nay đi chơi mà bà im re vậy đâu tao biết nói vậy hả cái gì tao chứ tôi biết nói vậy trời ơi cái gì mà hôm nay trong quạo quọ chứ ôi trời ơi đừng cục luôn rồi đi hẹn hò mà phải vui lên chứ thường thường mà nói nhiều lắm mà sao hôm nay mà nói ít quá vậy tao biết nói vậy tôi biết nói vậy gì vậy cái xương mày tao hoài vậy trời bà nội này á bộ hờn giỏi chuyện gì ha không hờn giỏi chuyện gì hết á mệt quá à đi lẹ tới chỗ ăn đi đói bụng quá được rồi trời ơi chỗ ăn nằm trên thành phố thì cũng xa chứ bộ cái nhà hàng tôi đặt cho bà với tôi là cũng xịn sò đó ê gầy là sao trời ơi tự nhiên mà kỳ cục như trời đúng là con gái khó hiểu thiệt chứ hồi sáng vẫn còn vui vẻ bây giờ nhìn cọc cằn dữ trời ủa bộ con gái không được cọc ha được rồi ok một xíu ăn cho nhiều nha tôi mua đồ ăn hết rồi ăn nhiều à mập mà mày chơi ha hay vậy ôi trời ơi nói gì vậy trời tôi chơi vậy mà nổi trên cái mày tao à hôm nay tôi có làm gì bà đâu mà hôm nay bà giận hờn cũng vu vơ vậy sao bây giờ bà chửi tôi vậy làm gì nói chuyện mà cứ tưởng H1H4 không á tối ngày cứ quạo hoài ủa H1H4 thì sao liên quan vậy thời hiện H1H4 tối ngày nó quạo đó chứ sao giờ nhìn bà y chang nó luôn giết rồi bà chơi nó nhiều vô ủa Jimmy chơi tao thì liên quan gì mày bộ ủa là sao ơi à, tao
tao chơi với tôi chơi với Jimmy, tôi chơi với lại H4 thì liên quan gì? Trời ơi, bà không biết hả? H1, H4 mà nó hay cọc cằn. Bà chơi nó tàn ăn hiếp bà không mà bà đòi chơi hoài. Trời ơi, thằng H1, H4 nó có ăn hiếp đâu. Nó chơi nó rất là fan play, nó tàn bảo vệ tôi trong mấy cái đợt mà chơi cái kinh dị không luôn á. À, cũng đúng, thằng đó nó cũng giúp người. Rồi tới chưa, chỗ ăn chưa vậy? Đói bụng quá nè. Từ từ, bây giờ đi qua cái khu sa mạc rồi nè. Mình chạy thêm tầm 15 phút nữa là tới á. Trời ơi, 15 phút nữa ha, thiệt luôn á, trời đói bụng quá. Trời ơi, cái gì đâu, hôm nay bà đói bụng sớm như vậy, tôi tưởng bà đang giữ dáng nên là bà không có đói bụng. Trời ơi, hôm nay mày Vũ, hôm nay ông Vũ tôi đi ăn là tôi phải nhịn đói á. Trời ơi, họ dễ thương dữ vậy ta. Thôi được rồi, ghé ngồi chịu khó xíu nha bé bì, anh đang chở tới. Thôi mệt quá, đừng có kêu tao bé bì nghe mày nổi da gạo quá, kêu là Jimmy ơi được rồi. Trời ơi, Jimmy ơi, mình yêu nhau mà tối ngày mình xin mày tao hoài vậy Jimmy. Mệt, chở tới đây đó bụng rồi, không nói nữa đâu. Hình như cái định vị chỉ mình đâu vô trong đây vậy ta, đúng không ta? Họ chắc là đi vô đây ăn nhà hàng không vậy? Chắc mà, trời ơi. Họ chắc là đúng đường không vậy? Đi đâu trong rừng chẳng hốc vậy? Hình như sai kiểu gì á. Dừng lại đi. Trời ơi, sai mà chạy hoài mày. Ê, trời ơi, để coi cái định vị, lại coi cái vụ gì vậy trời. Ê, trời ơi, giờ trong cái hốc bà to gì đây nè. Trời ơi, ủa sao nó định vị? Chết mà. Ê, đi. Cặp đôi này đi qua đây có đóng phí đi đường chưa nhà? Ai nhà tao trồng đất, nhà tao bán. Jimmy đứng ra sau lưng tôi bảo vệ bà chứ. Không mày cần phí chưa, mày đi qua đây mày. Trời ơi, bảo vệ đồ dễ thương ghê ha. Bịt mặt đồ có vẻ như là ăn cướp ăn trộm gì ha. Đưa tiền đây, ông tao chặt chân mày. Ơi, bà để tôi nói chuyện cho, trời ơi. Để tôi cho. Mấy anh ơi, em thông cảm đi, hôm nay em không có tiền. Tao không cái đầu mày luôn, bây giờ đưa tiền đây, đừng có nói nhiều. Trời em không. Để xe để ghệ mày lại mày. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái này người yêu em với lại xe này, tụi em làm cực khổ lắm, tụi em mới có tình dụm mua được đó. Mấy anh tha cho em được không? Tao không ghét. Hay mày đưa bỏ xe lại đây. Một là bỏ xe, bỏ ghệ mày lại, hai là bỏ mạng tụi bay lại. Đúng rồi. Đúng. Thôi xong tôi rồi.